quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Phi Thanh Vân làm cách sắc mệt mỏi ở hậu trường thương vụ Bạch Tỷ. Với mục đích đến với chương trình kêu gọi vốn nhằm gây sự chú ý, nên Phi Thanh Vân đã có màn diễn thuyết khiến cách sắc liên tục trố mắt. Sự xuất hiện của Phi Thanh Vân đã làm mọi người ngỡ ngàng, tuy nhiên hiệu ứng mạnh mẽ hơn khi cô bắt đầu có những cử chỉ và màn biểu diễn khó hiểu. Phi Thanh Vân, người kêu gọi vốn đầu tiên lên thương vụ Bạch Tỷ để cuốn màn vải. Tuần trước, nữ diễn viên khiến người xem trố mắt khi thấy sự xuất hiện của cô tại Sắc Tăng. Ai cũng thắc mắc Phi Thanh Vân đến đây để làm gì và cô đã chuẩn bị những tư liệu nào để diễn thuyết trước những doanh nhân cực thành công. Ngoài chi tiết, cô bị mọi người từ chối đầu tư vốn vì thấy kế hoạch kinh doanh không khả quan, thiếu tính cụ thể, thì mới đây clip hậu trường quay hình của Phi Thanh Vân khiến nhiều người xem cười không ngừng. Cụ thể, khi cách sắc hoang mang về sự tham gia của cô, thì Phi Thanh Vân khiến tâm lý của mọi người tại trường quay khá sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nữ diễn viên cứ đứng trong góc để chỉnh sửa tấm rèm. Tiếp đó, giọng nói điệu đà từ từ chậm chậm của cô khi đưa mọi người vào lớp học tâm lý khiến cách sắc đợi mãi và không thấy câu chốt mục đích mà người đẹp đến với chương trình. Cô giới thiệu những bài học về người đàn ông thích gì, phụ nữ thích gì. Cách bảo vệ trẻ em khi còn rất nhỏ khiến người nghe thắc mắc và sắc phải dằn mặt để kết thúc lớp học. Phi Thanh Vân, mọi người bàn luận đánh giá thế nào về tôi cũng không ý kiến gì. Ngay sau khi chương trình lên sóng, người đẹp đã bị ném đá rất nhiều vì cho rằng cô đang cố tình làm lố, hết thời lại muốn tạo sự chú ý. Trước những ý kiến trái chiều, Phi Thanh Vân cũng thừa nhận, mình đến với sắc để có hiệu ứng. Đúng, tôi đến với chương trình này vì công ty, vì bản thân mình. Mọi người bàn luận đánh giá thế nào về tôi cũng không ý kiến gì. Tôi có nhiều kinh nghiệm có thể diễn trước khán giả, nhưng trước cách sắc tôi bị khớp, ban đầu tay tôi còn bị run, nói cũng không toát được ý của mình. Khoảng vài năm trở lại đây, Phi Thanh Vân tập trung nhiều cho thời gian kinh doanh mỹ phẩm. Cô không nghĩ nhiều đến chuyện hẹn hò mà muốn có kinh tế tốt để nuôi con trai đầu lòng. Người đẹp từng chia sẻ có rất nhiều cánh mày râu đến với mình, nhưng cô luôn từ chối.